Cuộc sống thật ra rất đơn giản. Hạnh phúc ở trong tâm ta, nghĩ là hạnh phúc thì sẽ cảm thấy hạnh phúc, nghĩ là đau khổ thì sẽ cảm thấy đau khổ. Hạnh phúc là biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có. Hay nói đúng hơn, hạnh phúc là biết mình thực sự cần cái gì và có được cái mình cần. Cuộc sống thực ra rất đơn giản, không phức tạp như ta nghĩ. Mọi vấn đề đến với ta là tùy cách suy nghĩ của ta. Ta cho nó là phức tạp thì nó là phức tạp. Ta nghĩ nó giản đơn thì dù có phức tạp đến đâu thì nó cũng sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Ở đời có hai hạng người. Hạng thứ nhất luôn luôn tìm hiểu và đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc đời. Hạng thứ hai không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ muốn sống như những đàn cừu, đi làm, ăn no, ngủ kỹ, vui chơi theo dòng đời. Người đời làm sao thì ta làm vậy.